Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại với Nhân Review. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một cái bộ đèn trang trí RGB. Thì chúng ta cần chuẩn bị một số cái thiết bị như sau. Nhất là một quận LED này, quận LED RGB, loại LED 5050, 12 sử dụng điện áp là 12V. Một quận này là 5m. Thì các bạn có thể cắt tùy từng chiều dài đây, cắt ở những cái chỗ đây tùy theo cái chiều dài mà bạn muốn. Và thứ hai là một cái mạch điều khiển LED RGB đây, sử dụng LED 12V jack DC đây, các cái chân cắm đầu vào, cắm vào LED này, các phím điều khiển trực tiếp trên này, chuyển màu này, tốc độ và bật tắt, các cái chế độ. Và cái không thể thiếu đó là một cục nguồn. Thì đây mình sử dụng nguồn 12V 1,25 mA. Các bạn nếu mà sử dụng nhiều LED hơn thì sử dụng cục adapter có dòng cao hơn. Và cái bộ điều khiển này thì nó điều khiển được tối đa là 3A thôi, nên là các bạn nhớ lắp các cái số lượng LED phù hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối đây chiều của mũi tên, xem vào đây, cắm vào đây chiều mũi tên này. Cấp nguồn đây, thì đèn đã hoạt động. Các bạn có thể gắn cái này lên các cái bề mặt kính hay là tường. Vì ở đây nó có một lớp băng dính này, các bạn lột cái lớp này ra. Đấy. Mình tắt điện đi. Cái nút mode này để chọn điều khiển chế độ này. Đây là chế độ đổi màu, chế độ nháy. Đây, các bạn có thể tăng tốc nháy này bằng cái phím ở giữa. Đấy. Đấy, các bạn chuyển chế độ khác này. Đây là chế độ này. Mình thích cái chế độ này nhất vì nó sẽ tự động chuyển các cái màu này mà không bị đau mắt. Đấy. Các bạn có thể cho nó sáng từng màu một này. Đây, nhấn vào color và chỉnh độ sáng bằng nút đây, tăng giảm tùy vào cái ứng dụng và cái vị trí mà các bạn muốn lắp này. Đấy. Như thể làm đèn ngủ thì cho mờ mờ thôi. Đấy. Đấy. Đèn trang trí tăng lên, chuyển qua lại các màu, màu xanh. Đấy, cách sử dụng khá là đơn giản. Các bạn có thể ứng dụng nó vào trang trí các cái bàn làm việc hay là máy tính hay là các cái quán cà phê, quán cà phê, quán bán bánh ấy. Rồi. Thì ở video này mình đã hướng dẫn nhanh các bạn sử dụng cái bộ điều khiển LED RGB ở đây. Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái bộ này, lắp cái đèn LED RGB này vào cái main máy tính B250M Bazooka. Đấy. Và cách hướng dẫn cách sử dụng luôn, khá là hấp dẫn đấy. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.